Chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 3 lần để chúng ta bắt đầu buổi học Phật pháp căn bản ngày hôm nay. Kính thỉnh ông ngài Lý Tăng, ông ngài khởi niệm, những các tăng xin chắp tay niệm Phật. Ngày hôm nay là chúng ta lại tiếp tục học chương trình Phật pháp căn bản. Thì hôm nay là cái buổi học thứ hai. Thì dự kiến rằng là chúng ta cũng mong là sau dịch bệnh nó sớm đi qua để được tập trung học trực tiếp và mọi việc nó sẽ tốt. Mà tình hình đây cũng hiện tại thì cũng chưa tập trung được. Hiện tại trường trại trên trường trung cấp trên đó thì cũng đã rất là tốt rồi. Trên nó rộng rãi, tức là cái diện tích của trường mình là 10.000 mét vuông. 10.000 mét vuông, chúng các tăng sinh chúng ta biết thì trên đó rất là rộng rãi. Thế thì có một dãy phòng tăng, một dãy phòng ni, rồi các cái giảng đường chuẩn bị làm thư viện và mọi việc rất là tốt. Cho nên các tăng sinh mà nếu mà ai mà ở gần đây thì cố gắng phát tâm về đi. Ở đó bây giờ có người nấu ăn rồi hết rồi, tốt rồi, ăn ngày 3 bữa, tắm rửa tiểu ý. Các tăng sinh có nghe được đó không? Thì hôm nay mình học tiếp tục cái bài là Đạo Phật. Lần này thì mình sẽ đi nhanh một chút. Lần trước là cái bữa học đầu tiên, cho nên là quý thầy cũng khái quát để cụ thể. Các tăng sinh chỉ cần về đánh mở cái ai giờ ai cũng xài vi tính rồi. Học chương trình online là giờ trình độ vi tính rồi, các tăng sinh ai cũng giỏi rồi, tiếp cận với thời đại công nghệ rất là tốt. Chỉ cần vào mở Google, vào Google mình đánh vô, Google là chương trình tìm kiếm á, đánh cái bài Đạo Phật thì nó ra ít nhất là cũng phải là hàng chục bài, thậm chí nếu mà mình tìm được có hàng trăm bài luôn. Rất là nhiều người viết về Đạo Phật. Các tăng sinh hoan hỷ tắt cái mic. Ngài tắt cái đó, ngài tắt mic đó, đó rồi. Thế thì mình đánh vào bài Đạo Phật thì các tăng sinh hoan hỷ chúng ta in ra, hay là ít nhất mình phải theo dõi cái bài Đạo Phật thì mình in ra trong một cái tờ để mình theo dõi mình học. Ít nhất là mình in ra một bài hai bài gì đó. Thì cái bài này của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, của Hòa Thượng Thiện Hoa. Và hiện nay thì ví dụ đánh vào trong cái bài Đạo Phật thì ra ít nhất hàng chục bài, thậm chí cả trăm bài về Đạo Phật. Thì mình có thể mình tham khảo rất là nhiều tin tưởng của những ngài, của quý thầy, thậm chí các vị giáo sư được cũng biết mà về nguyên văn Đạo Phật được giới thiệu rất là cụ thể. Tại vì bài Đạo Phật là một trong những bài căn bản nhất, là cái giáo lý đầu tiên trong cái Phật pháp căn bản để giới thiệu những cái tiết đầu tiên, thì là chúng ta cố gắng nắm bắt được cái nền tảng này. Hôm trước mình học cái phần đạo Phật rồi thì mình biết chữ đạo là gì. Đó. Thì là ít nhất là đạo có ba nghĩa. Đó. Đạo là con đường, đạo là bổn phận. Và cái đạo trong Phật giáo là đạo là lý tắc tuyệt đối, là con đường, là bản thể để đưa đến con đường của niết bàn, của chân hạnh phúc, để đem đến cái sự và tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn trong cái danh từ chữ đạo và chữ Phật. Thế thì các tăng sinh ơi, chúng ta bây giờ chúng ta đi tiếp qua cái phần 2. Và cái nếu mà các tăng sinh có tài liệu chúng ta theo dõi trong cái bài viết của bài của Hòa Thượng Thiện Hoa, phần thứ hai là phần chính đờ, được gọi là Đạo Phật có từ lúc nào. Thì các tăng sinh có thể theo dõi trong cái tài liệu của mình, Đạo Phật thì có từ lúc nào, có hai nghĩa. Nếu mà đứng về phương diện bản thể mà xét thì Đạo Phật có từ vô thủy, có nghĩa là có từ vô thủy, tức là không có đầu mối, vô thủy và vô chung, không có đầu mối và không có kết thúc.
Tại vì đạo là gì? Đạo là con đường, thì con đường cũng có từ vô thủy. Đạo là bản thể, đạo là chân lý, thì bản thể chân lý cũng là có từ vô thủy, chứ không phải đứng về bản thể là có như thế. Không có giới hạn ở trong thời gian và không gian. Vì đạo Phật là bản tánh sát xuất của chúng sanh, nên khi có chúng sanh là có đạo Phật. Chúng sanh là bao hàm tất cả pháp giới chúng sanh, con người chỉ là một trong những cái phần nhỏ của pháp giới của chúng sanh. Các tăng sinh chúng ta lưu ý điều đó. Mà chúng sanh đã có từ vô thủy cho nên đạo Phật cũng có từ vô thủy. Còn đứng về phương diện lịch sử hạng hộ trong cái cuộc sống đời này mà nói, thì đạo Phật có từ, có cách đây là 2501 năm. Nếu mà tính đến năm 1957, tức là trước Thiên Chúa, trước công nguyên 544 năm. Đấy. Các tăng sinh có tài liệu, chúng ta cố gắng chúng ta theo dõi. Thì cái đây là một trong những điều thấy rất là bình thường, đơn giản. Nhưng mà thực ra nếu mà quý thầy hỏi rằng là thì tại sao mà tính là có đạo Phật có từ cách đây 2501 năm? Tại vì trong này của Cố Hòa Thượng Thượng Hoa, ngày tính đến năm 1957, tức là năm 1957 là ngày mới viết cái bài đạo Phật này. Còn nếu mà đến tới cái ngày hôm nay là năm gì? Năm ngày viết là năm 1957. Còn năm nay là năm 2021 rồi, sang năm là 2022. Bây giờ đã có lịch rồi. Các tăng ni xin nhìn lên cái tờ lịch đờ rằng là Phật lịch. Ví dụ người ta đang tính Phật lịch năm nay là năm 2021, thì Phật lịch được tính là lấy từ cái ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Các tăng ni xin chúng ta lưu ý. Có nhiều, thậm chí thầy biết là cũng chắc chắn có nhiều người thì nắm rõ, nhưng có nhiều người không rõ. Nhìn nên hỏi cái từ Phật lịch. Phật lịch tới năm 2021 này là Phật lịch 2000, là tính được Phật lịch 2500 là 65 rồi. Sang năm là Phật lịch mấy? Các tăng sư có thể tính được không? Dạ 2566 ạ. Để tính bằng cách nào? Tính sao mà ra số 2566, tính bằng cách nào? Các tăng ni sinh nếu mà Phật lịch thì tính từ năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Những cái này là hết sức là cơ bản, các tăng ni sinh là phải biết. Chứ đỡ Phật tử và những người, mấy người mới vào chùa hỏi rằng tự nhiên mình in cái lịch mới đã chuẩn bị, các chùa bây giờ có lịch mới rồi đó. Còn có bữa nay là 29, còn tháng mấy nữa qua năm 2000, một tháng một ngày nữa, hình như tháng trước là đúng một ngày, đúng một tháng nữa là khoảng 30 ngày nữa là chúng ta bước qua năm 2022 rồi. Đấy. Bây giờ là tất cả các nơi ta chuẩn bị có lịch rồi, ta làm các cái in lịch rồi. Như chùa Mỹ Thạch của quý thầy cũng đã in rồi, chùa Bảo Thủ Thắng, trường Trung cấp Phật học mình là quý thầy cũng đã in lịch rồi. Ngài Tâm Tường, hiệu trưởng cũng đã in rồi, in lịch cho trường Trung cấp với lại chùa Hữu Thắng. Mai mốt có lễ nào đó thì Ngài Tâm Tường, hiệu trưởng sẽ phát cho các tân sinh mọi người một cái tờ lịch, lịch chút tiểu, mà trong đó có với cái lịch về chùa Hữu Thắng với trường Trung cấp Phật học. Thì ghi tới Phật lịch năm 2022 á, thì có nghĩa là Phật lịch 2566 và dương lịch là 2022. Thì các tăng ni sinh chúng ta biết con số 2022 là năm á, thì ai cũng biết rồi phải không? Rồi mai nếu mình học phải tới mình tính được cái năm âm lịch nữa. Ví dụ như là năm nay là năm gì? Năm mình Đinh Sửu, Giáp Ất Bính Đinh. Đinh rồi tới Giáp Ất Bính Đinh, Đinh rồi tới gì nữa? Giáp Ất Bính Đinh Mậu Thủy Canh Tân Nhâm Quý. Thì Giáp Ất Bính Đinh năm nay là năm Đinh Sửu, Giáp Ất Bính Đinh Mậu, thì sang năm là bắt đầu chữ Mậu. Mà năm nay năm Sửu, Tý Sửu Dần Mẹo Thiền Tiện Ngô Mùi Thân Đạo Phước Hội, thì năm nay là năm Sửu, sang năm là năm Dần. Thì bây giờ Đinh thì nó bước sang Mậu, Sửu thì bước sang Dần, cho nên là sang năm nó sẽ là năm gì? Năm Mậu Dần. Cái này thực ra ở nhà chùa mình là các tăng nhân cũng sẽ phải biết mà phải chịu khó học. Mấy cái này rất là căn bản, mình không biết khổ lắm, không biết chút xíu, làm ông thầy thì cũng biết chút. Nhiều khi đám ma đám chết rồi họ tối họ xem ngày xem giờ nó tu hành nhân quả, ngày nào cũng tốt, ngày nào cũng tốt, nên đi tìm thầy khác. Có nhiều cái phương diện lắm, thành thử là các tăng ni sinh cũng phải biết tí tí. Mình biết nhiều thì đòi hỏi nó cao thì khó, nhưng mà phải biết chút chút và tiếp sử dòng mẹ tiền tiền ở mười thân dầu cứ khó mới biết. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Thủy Canh Tân Nhâm Quý mình cũng biết chút chút đấy. Thì bạn bè có thể học với nhau,
À, những thầy nào giỏi thì chỉ, hay là thầy bạn, hay là sư huynh, hay là sư phụ mình đã biết, thì nếu mình không biết cái nào thì mình chịu khó mình tìm tòi một chút, mình phải biết. Thế thì Phật lịch, trở lại này, cái bài học mình đang học, mình tính đạo Phật có từ khi nào, thì phần lớn là các nước tính từ đạo Phật là lấy theo năm của Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật nhập Niết Bàn năm mấy? Đức Phật đản sinh năm mấy? Đức Phật đản sinh là mình thống nhất là mình lấy năm 624 trước công nguyên. À. Còn Đức Phật lấy mà Phật Đức Phật nhập Niết Bàn là thống nhất lấy 554 trước công nguyên. Cái vấn đề này thật ra nó nhiều bàn cãi lắm. Tại vì sao? Tại vì vấn đề này là một vấn đề thực tế. Mình đừng có nói chi hết, giống như bây giờ các tăng ni sinh bây giờ có người hăm mấy, ba mươi mấy, bốn cho bốn mươi mấy tuổi, có người hăm mấy tuổi. Nhưng mà lúc bố mẹ không có khai sanh của mình, giờ không biết thì không biết mình sinh năm mấy, không biết tuổi con heo, con chó, con gà, con vịt, thỏ tuổi gì không biết gì đó. Sinh năm nào cũng biết. Phải không? Nhiều người ông nội, ông đồ của mình nữa, hay là ông bố của mình mà ngày trước đi chiến tranh, chiến đồ rồi chạy về. Bây giờ mất giấy khai sanh, hỏi sinh năm nào cũng không biết. Cách đây vài chục năm thôi, mà chúng ta cứ trở về. Trong cái thời Đức Phật là cách đây 2600, 2000, gọi là bây giờ là nếu mà Đức Phật xuất hiện khi nào, cách đây bao nhiêu năm, thì các tăng ni sinh chỉ cần lấy năm đây là ví dụ tính năm 2001, thì lấy 2021. Đấy, năm 2021 mình cộng cho 624 thì nó ra Đức Phật ra đời cách đây là bao nhiêu năm. Còn nếu mà Đức Phật, đạo Phật có từ khi nào thì lấy năm Phật, Niết Bàn Phật lịch đó, thì mình lấy ví dụ chẳng hạn năm nay là năm 2021 thì mình cộng với 544 thì sẽ có được Phật lịch là 2565. Còn sang năm 2022 thì cộng thêm một nữa, tức là 2566. Thì các tăng ni sinh nhìn lên cái tờ lịch. Nhiều khi á, nhiều người ta nói mê tín dị đoan việc này việc kia, nhưng mà tất cả vấn đề âm lịch và dương lịch. Âm lịch là họ lấy theo cái sự tuần hoàn của mặt trăng, còn dương lịch thì họ lấy theo cái sự tuần hoàn của mặt trời, gọi là thái dương hệ. Cho nên họ tính ra được. Và các tăng ni sinh chỉ còn nhìn lên cái tờ lịch, người ta tính đó ngày giờ hoàng đạo rồi có hết tất cả nước, chứ không phải là trong Phật giáo hay là nó trên vấn đề này, không phải là vấn đề mê tín gì. Các tăng ni sinh mà mua cái lốc lịch về phòng thì lập ra trong đó thì mình thấy ngày giờ nước lớn nước rồng về, nước lên nước xuống, thủy triều lên lúc nào, ảnh hưởng nó chi phối như thế nào, thì nhiều cái lịch người ta tính trong đó nó có hết. Là ngày giờ hòn đạo rồi trên cái lịch đó nó phổ biến toàn quốc. Cho dù không phải là người đạo Phật hay là người theo Thiên Chúa, người theo Thiên Lành hay người theo Hồi giáo, người này người kia, mà ở trên đất nước Việt Nam gần như là ai trong nhà cũng có cái tờ lịch, không biết thì nhiều. Mà trong cái tờ lịch đó thì các tăng ni sinh mổ ra trong đó, và ví dụ ngày tháng âm lịch dương lịch, rồi có các cái đó giờ hoàng đạo, ví dụ trong các lịch đó, cái hạn như cái lịch mà thầy ghi ở trước phần lập đây, ví dụ như đó là ví dụ năm là năm Tân Sửu là tháng Giêng hay tháng gì đó là ngày, rồi giờ rồi hoàng đạo, hay là tính từ hết trực gì, trực kiên, trực trừ, mãn, bình định, chấp phá, nghi thành, rồi thâu khai bế, rồi tất cả ghi cụ thể đó, rồi sao gì nữa, rồi sao kê sao nó sao kê là thật chứ không phải là sao kê cái chuyện sao kê của mấy bài không, sao kê này, sao giác này, giác can đê phòng tâm vị cơ, 28 vì sao là trong lịch có hết, ở trong cái lịch, cái cuốn lịch nhỏ nhỏ treo trên tường cũng có, các tăng sinh chúng ta để ý này. Rồi trong đó là bây giờ ghi các cái là ví dụ như trực nữa, trực khai, trực kiên, trừ, mãn, bình định, chấp phá, đó, nghi thành, thông khai bế, là cái trực trong đó là mở cái cuốn lịch tàu lên là có, hay là nhìn trên cuốn lịch mà treo tường cũng là có. Và cái điều này đó là hay là cái lịch vạn niên là có đầy đủ hết. Hôm nay mình đề cập tới cái vấn đề mà cái Phật lịch đó, thì quý thầy cũng giới thiệu luôn cho các tăng ni sinh chúng ta có kiến thức ở trước mặt của mình. Nhiều khi mình để ý trước mặt mình là gì, đó là một cái tờ lịch. Tờ lịch đó thì các tăng ni sinh chúng ta để ý là lịch mà cứ treo trên tường hay lịch lốc đó, thì mình lọc ra trong đó nói đấy. Chứ mình không có nói, không phải nói chuyện mơ, nó xa vời mà hết sức là thực tế, mà gần như trong nhà người nào cũng có cái lịch để mà theo dõi ta làm việc. Thì tóm lại thì ở trong này thì ngài Hòa Thượng Thích Thiện Hoa tính gọi là tính đạo Phật có từ khi nào. Nếu mà tính từ theo phương diện bản thể thì đạo Phật là gì? Đạo Phật là con đường, đạo là Phật là bổn phận, đạo Phật là lý tánh, đạo Phật là tất cả những bản thể của sự vật, nó lìa tất cả cái hư vọng ngôn ngữ,
bao hàm của tất cả tự giác, giác tha và những cái gì giác hành viên mãn của tất cả mọi việc, tâm giác ngộ đó là trong nói về cái vấn đề đạo Phật. Thì nếu mà tính được phương diện thì có từ vô thủy, còn đứng theo phương diện lịch sử thì tính theo Phật lịch, tức là năm Đức Phật nhập Niết Bàn năm 544 trước Công nguyên. Thì đạo Phật có từ khi nào? Trong cái tài liệu mà của Hòa Thượng Thích Tiền Hoa là ngài viết cái tài liệu này tính tới năm 1957, thì cho nên đạo Phật có là cách đây 2501 năm. Mình cập nhật phiên bản tới bây giờ tới 2021 và chuẩn bị mình bước sang 2022 thì mình có Phật lịch là 2565, và sau năm thì 2566. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy 2022 cộng với 521 thì sẽ có con số là Phật lịch 2566 tính tới 2022. Đó là những vấn đề cơ bản nhất ở khi nhân về nói về Phật lịch hay là nói về vấn đề cái sự tuần hoàn của vũ trụ, việc này việc kia, thì chúng ta cũng giới thiệu để cho các tăng ni sinh và chúng ta biết đạo học Phật thì chúng ta cũng nắm cái vấn đề cơ bản một chút. Thế thực ra nó không có mê tín gì hết, tất cả là hết sức là khoa học, nhưng mà mình không nắm được khoa học thì mà lúc mình bác bỏ hết, mình bác bỏ hết tất cả những vấn đề phong thủy ngày giờ, việc này việc kia. Nhưng mà người nào mà chạy theo phong thủy ngày giờ mà không có tin vào nhân quả, nghiệp báo và luân hồi thì những cái người đó thì hết sức là nguy hiểm. Này, nó có hai cái thái cực mà mình phải tránh. Phật dạy là mình phải đi theo con đường trung đạo, là mình phải biết về luân hồi. Chẳng hạn như phong thủy là gì, ví dụ như có một cái nhà mà mình biết là cái nhà ví dụ tầng trên ở trên ngay trên đó, mà mình ở dưới phòng khách chính của mình ở dưới là mình thờ Phật, thờ ông bà tổ tiên, mà mình không biết cái mình thiết kế ngay cái phòng ở trên là một cái giường ngủ hay là một cái toilet hay là một cái bếp nấu ở trên đầu Phật, cái đầu mình ngồi thì nó phạm. Hay là cái phòng ví dụ thầy đang ngồi, phòng này là phòng khách này thì đỡ giảng bài, đỡ là tiếp khách, nhưng mà phòng này mình không dùng phòng khách, mình đỡ cái giường trình in mình nằm mình ngủ đây thì nó phạm. Cái đó là phải biết. Thì ví dụ như phong thủy của lịch, sự tuần hoàn của mặt trăng thì lấy theo đó, rồi lịch âm, rồi tuần hoàn của mặt trời thì lấy theo cái thái của cái sự lịch dương, theo cái sự của mặt trời. Mà thậm chí mặt trăng mặt trời mình cứ nghĩ là nó không ảnh hưởng gì cho tới mình hết, nhưng mà xin thưa là hết sức là khó học. Cái mặt trăng đó nó ảnh hưởng tới từng cái mạch máu con người của mình chứ không phải ít, từ căn bệnh nó cũng ảnh hưởng tới ông Hà Mặc Tử, ông đau bệnh cùi, mà mỗi khi mà trăng lên một cái là thôi vi trùng nó đau nó rút trong xương không, cho nên ông mới hận trăng, ông a mua trăng tôi bán trăng cho, nó bán gì được trăng của ông là bán, phải không? Hay thậm chí mà cái người nữ người nam ảnh hưởng nó trăng lên trăng xuống, trăng khuyết trăng tròn như thế nào, nó ảnh hưởng tới cái chu kỳ của một người nam một người nữ như thế nào, chu kỳ gì đó thì những người nữ thì họ ta đành hơn. Thì các tăng sinh chúng ta phải biết cái điều đó chứ không phải là mê tín. Rồi cái mặt trăng nó ảnh hưởng, trăng và trăng tròn ảnh hưởng, nó hút cả cái thủy triều như thế nào, đẩy được cái lực nước như thế nào, mà ta tính được cả nước lớn nước tròn con nước như thế kia thì ngay trên cái tờ cũng đều có. Là cái đó vấn đề, đó là vấn đề khoa học, mà mình nắm được vấn đề nó trợ giúp mình rất là nhiều, chứ còn mình bác hết là nó không có trúng. Mình phải tính, mình không biết phong thủy một cái, nhiều người biết một chút xíu rồi hù rồi dọ thế này thế kia, cho nên người ta bảo được tiền một giấy bo bo mà trao cho thầy gói rước lon về nhà rồi đó, người ta mới lên án những thầy này thầy kia. Nhưng mà về khoa học, mà nếu mà mình biết được một chút thì nó cũng trợ giúp cho mình. Người có Phật là phải tránh hai thái cực, một cái là mình bác bỏ hết tất cả mọi cái là đi vào cái thái cực tiêu cực, nhưng mà cái gì cũng mê tín chạy theo, cái gì cũng tin hết là nó không, là không phải con Phật nữa. Cho nên mình biết là con đường trung đạo là như thế. Thế thì trong cái phần B, cái phần của đạo Phật giới thiệu về chánh đề, thì đạo Phật có từ lúc nào thì các tăng ni sinh chúng ta biết, nếu mà đứng về phương diện mà bám thế của vũ trụ thì đạo Phật có từ vô thủy rồi. Còn đứng về phương diện lịch sử thì mình tính theo Phật năm Phật Đức Phật nhập Niết Bàn, đó là năm 544, cứ năm nào mình cộng thêm năm đó, năm nay 2021 là mình cộng lấy 2021 cộng với 544 thì đã ra đạo Phật có từ lúc nào, là quy định của giáo hội, quy định của Phật giáo chung là lấy từ năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Trở lại vấn đề là có nhiều người thì một tí nữa mình học mình đi trực tiếp, như lúc nãy thầy có nói giống như mình thôi, mà mình mất cái giấy khai sinh hay bố của mình, mẹ của mình, ông nội của mình mất giấy khai sinh thì mình không biết được cái năm nào hết.
cứ nói chung chung vậy, mà huống chi chúng ta lùi cái thời gian và ông bố của mình hay là ông nội của mình cách đây khoảng chừng vài chục năm hay chừng trăm năm, nhưng mà móc ra cũng biết đồng lường. Huống chi cái thời đại ngày xưa, thời Đức Phật thì cách đây không phải là 1.000 năm, 2.000 năm, mà tới 2.624 năm nếu mình tính đó, còn mình cộng thêm 22 năm nữa thì ra 2.800 tới mình cộng vô là tới không phải 2.624 nữa mà tới 2.644 năm rồi, nếu mà tính từ Đức Phật đản sanh, mình tính theo Phật lịch nhập Niết Bàn, thì các tăng ni sinh chúng ta thấy luôn luôn ghi trên cái tờ lịch, hay chúng ta sau này chúng ta làm việc, hay thậm chí chúng ta trong mùa an cư, nếu mà ta viết một cái bài hay ta làm cái gì một kỷ niệm mùa an cư Phật lịch 2.500 mấy, ví dụ tính tới nay là Phật lịch là kỷ niệm mùa an cư, hay mình kỷ niệm tới năm nay là mùa đông Phật lịch 2.565, rồi sang năm nữa. Còn những người nào nghiên cứu mạnh đông, mạnh thu, mạnh xuân gì đó thì đó là những cái ngày xưa nó thì có những cái người ta ghi những cái lịch làm việc, thì đó là những cái vấn đề hết sức cơ bản. Khi đề cập tới vấn đề gì thì quý thầy cũng nói sâu một chút cho các tăng ni sinh chúng ta nắm bắt cho nó kỹ. Còn về cái bài mà đạo Phật thì các tăng ni sinh cố gắng tham khảo tất cả các cái sách vở, tôi biết rất là nhiều, chỉ còn đánh chương trình Google một cái là trên đó có rất là nhiều bài viết, có trăm bài, không phải một hai bài. Thì cái điều này tăng ni sinh chúng ta nắm được hơi phỏng hờ, đạo Phật có từ khi nào và Phật lịch thì tính như thế nào, thì các tăng ni sinh chúng ta cố gắng, đây là những điều hết sức là cơ bản. Tại vì trước mắt của mình ghi trên cái bảng chùa cũng ghi, hay ghi trên cái giấy, tất cả các văn bản cũng có ghi, cái tờ lịch treo trên tường trước mình, mặt mình cũng có luôn ghi. Đấy, thì những điều này hết sức là cơ bản. Khi ai đề cập, ai hỏi gì thì các tăng ni sinh chúng ta cố gắng ghi nhớ và mình biết trả lời, chứ không nói gì cũng buồn cả hết thì không được, phải cố gắng. Cái thứ hai, trong cái phần chánh đề mục thứ nhất, ai khai sáng đã đạo Phật, các tăng ni sinh chúng ta có thể theo dõi cái tài liệu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nguyên là thái tử của nước Ca Tỳ La Vệ Kapilavastu, xứ Trung Ấn Độ, phụ hoàng tên là Tịnh Phạm Vương Suddhodana, hoàng hậu tên là Maya, họ của ngài là Kiều Đáp Ma, sư dịch là Cù Đàn, được dịch trong tiếng Bali với tiếng Sanskrit là Gotama. Cái tiếng cổ của Ấn Độ là các tăng ni sinh chúng ta nhớ, cố gắng nhớ là cái tiếng đó là tiếng Bali và tiếng Sanskrit. Sali, tiếng Bali là trong cái tiếng cổ ngày xưa trong các nước Phật giáo Saravana Nam truyền thì phần lớn sử dụng tiếng Bali. Còn Phật giáo theo cái hệ Bắc truyền, truyền về phương Bắc á, thì chỉ sử dụng cái ngôn ngữ Sanskrit. Rồi sau đó thì qua một cái quốc gia lớn, một trong quốc gia lớn nhất thế giới và có diện tích, một trong quốc gia có diện tích lớn nhất, có dân số đông nhất thế giới, đó là quốc gia Trung Quốc, Trung Hoa. Thì phần lớn tài liệu của mình đang sử dụng là tiếng Trung Hoa. Từ Sanskrit nó trở thành tiếng cổ ngữ, dịch ra tiếng Hán Việt. Và mình đang dùng là tiếng Hán Việt, là tiếng Trung Quốc đó. Thì hai cái ngôn ngữ cổ đó được dịch ra thì đều cái sử dụng tiếng là tiếng Việt, Cù Đàn và Gotama. Tên của ngài là Siddhartha, Siddhartha là Tất Đạt Đa. Còn cái họ của ngài là Sakya sau này dịch là họ Thích. Cho nên đó là khoảng cho đến như về sau này khi qua cái đất nước Trung Quốc, nước Trung Hoa, Phật giáo cũng rất là phát triển và cái dân số đông nhất thế giới. Và cái nền đó là văn hóa là mọi việc cũng rất là phát triển, ngôn ngữ rất là tuyệt. Cho nên đó là sau này có cái từ Thích, họ Thích. Họ Thích là được lấy từ khi qua Trung Quốc, nói dịch ra là Sakya, là Thích Ca. Cho nên mới gọi là Thích này, Thích kia, đó mình dịch là cái Thích. Còn Ni thì gọi là Thích Nữ, còn Tăng là Thích. Thích Quán Phước, Thích Tịnh Văn, Thích Đức Phước, Thích Hưng Võ, rồi Thích Trung Tự, rồi vậy đó. Trong này chúng ta ghi cái tên của mình là dòng họ Thích thì lấy từ đâu thì các tăng ni sinh ít nhất chúng ta phải biết từ Sakya gọi là Thích. Sakya Muni tức là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bổn sư là mình thêm vào, bổn sư là bổn thầy gốc của mình, đạo là người sáng lập ra đạo Phật, nên gọi là bổn sư. Mình thường gọi gì bậc thầy căn bản nhất trong Phật giáo mình gọi là bổn sư. Sư là thầy, bổn là cái gốc, là căn bản. Tàu dịch đó, Sakya tàu dịch là năng nhân, năng có nghĩa là năng lực, nhân là từ bi, là Muni. Còn cái từ Muni có nghĩa là tịch mặc,
tịch lặng sự yên lặng, không bị khổ vui làm động tâm. Mặc là lặng lẽ, không bị phiền não khuấy rối. Độ mình, độ người, công đức đầy đủ. Đó là cái từ Muni. Muni là tịch mặc, cũng gọi Sakya dịch là năng nhâm. Đó là cái tên, nói cho đó là giới thiệu về cái tên của Đức Phật. Thì ai khai sáng ra đạo Phật thì đó là về trong cái phương diện lịch sử là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn phương diện bản thể thì tùy theo trong quá khứ của Đức Phật ra đời thì ít nhất là 7 vị Phật vừa thất Phật. Từ ngày xưa Đức Phật cổ Phật Ca Diếp và Maha con gọi là Công Mô Hàm Mâu Ni, rồi bắt đầu mới về tới cái đời của Đức Phật thứ 7 là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là trong 7 vị Phật trong quá khứ. Nếu mà đứng về phương diện đạo Phật, ai khai sáng ra đạo Phật thì trong cái phương diện lịch sử bây giờ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là Đức Phật lịch sử. Và mình học tất cả là giáo lý của ngài để lại trên căn bản là từ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn nếu mà học xong nữa thì thông thường cái danh từ mình thường tương xứng, mình thường mà dùng trong các cái phần lễ lại là Nam Mô. Nam Mô là gì? Ở thư các tăng ni sinh chúng ta lưu ý cái này một chút. Có nhiều người muốn dịch ra nhưng mà cái từ Nam Mô thì không dịch được. Thì Nam Mô nó có rất là nhiều ý nghĩa. Nam Mô được dịch trong cái tiếng là Nẵng Mồ, trong cái tiếng Bali, tiếng Sanh, tiếng Nhật Sư là Nẵng Mồ. Thì dịch ra là trong cái tiếng Hán Việt là Nam Mô. Nam Mô thực ra không có ít cái từ thay thế được. Có lúc thì kính lễ, có lúc thì mình dịch là kính lại, có lúc là trí tâm đảnh lễ. Còn có lúc thì mình dịch ra cũng là cái từ Nam Mô rất là nhiều ý nghĩa. Kính lễ, kính lại, nhất tâm đảnh lễ. Nó còn có ý nghĩa là quy mạng, là quy y, là quy mạng lễ. Cho nên là mình phải sử dụng, mình đổi nguyên. Cho nên mình dịch ra thì có một cái nghĩa thôi. Giống như lần trước quý thầy giới thiệu cái chữ đại gia. Đại gia mà nếu mà mình dịch ra là nó là gì? Đại gia, đại là lớn, gia là nhà. Thì đại gia tức là nhà to thì không được. Phải không? Nói một cái ông đó là ông đại gia thì mình dịch ông đó cái nhà to là không đúng. Ông là, ông có thế lực. Đại gia tức là ví dụ nói người ta nói được cái ông đó là đại gia thì mình phải hiểu ông đó là ông có tiền bạc, có nhà to này, có cửa rộng này, có ô tô này, có nhà lầu này, có ruộng, có vườn, có tài khoản, và thậm chí rằng là có những cái bạn bè thế lực tập đoàn vô vọng thì mới hình thành nên cái từ đại gia. Chứ mình nói cái từ đại gia mà mình dịch ra là nhà to này không hết. Cái từ Nam Mô mà mình dịch ra là kính lại là một nghĩa thì không đúng, rất là nhiều nghĩa. Quy y là quy mạng, là kính lễ, là kính lại, là nhất tâm, là trí tâm, là trở về, là nương tựa, rất là nhiều ý nghĩa trong đó. Nên cái từ mà Đức Phật Bổn Sư là thông thường mình xưng gọi là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là gì? Lúc nhỏ thì ngài có trí tuệ sáng suốt và tài năng phi thường, lớn lên thì nhìn thấy nhân sinh thống khổ, thế cục vô thường, cho nên ngài cương quyết xuất gia đi tu hành, tìm đường giải thoát cho mình và cho người, ngõ hậu đưa tất cả chúng sinh lên bờ giác ngộ. Sau 6 năm tu khổ hạnh trong núi Tiết Himalaya, ngài thấy tu khổ hạnh ép sát như thế thì không thể đạt được chân lý, nên ngài đi qua xứ Koda, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề Bắc Bắc La, dịch âm theo tiếng Ấn Độ, và thề rằng nếu mà không thành đạo thì dù thịt nát xương tan ta cũng quyết không đứng dậy khỏi cái chỗ này, với ý chí hùng dũng kiên cường. Sau 49 ngày đêm tư duy, ngài thấy rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh và chứng thành đạo Bồ Đề. Sau khi thành đạo Bồ Đề thì ngài chu du khắp xứ để mà thuyết pháp độ sinh, để chúng sanh chuyển mê thành ngộ, lìa khổ được vui. Suốt thời gian 49 năm như một vị lưu ly đại tài xem bệnh cho thuốc, ngài đã dắt dẫn chúng sinh lên đường giác, trên đường hạnh phúc, và vạch cho mọi người có đường giác ngộ giải thoát. Đến 80 tuổi thì ngài nhập niết bàn ở thành Kautina trong rừng Ta La Sông Thọ lúc bấy giờ, nhằm ngày rằm tháng 2 âm lịch. Đó là mình tóm tắt về Đức Phật Bổn, lịch sử Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì khi mà học vô các tăng ni sinh chúng ta lưu ý một chút, như hôm trước quý thầy giới thiệu lịch sử Đức Phật, mình cứ nghĩ là Đức Phật sinh ra đất nước Ấn Độ, nhưng mà chỉ cần hỏi là Đức Phật sinh ra đâu, các vị tăng ni sinh hay là những Phật tử mình trả lời Đức Phật sinh ra đất nước Ấn Độ là câu trả lời là không có chính xác, thậm chí chưa được 50%. Chưa được, ví dụ câu đó là 10 điểm thì người ta chấm mình là có nhỏ lắm 5 điểm trở lại. Thế mình phải biết là Đức Phật đản sanh đó, đất nước Ấn Độ ngày xưa nó mênh mông, rất là rộng lớn. Hôm trước là thầy cũng nói rằng là các tăng ni sinh chúng ta là làm sao á học được là mình phải nhớ ít nhất á là
4 cái quốc gia đất nước Ấn Độ. Hay mình nhớ 5, nhớ 7, nhớ 8, nhớ 9 thì được bao nhiêu thì càng tốt. Nhưng mà ít nhất là mình phải nhớ 4 cái quốc gia. Nên các tăng ni sinh học mà sau mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì sau cái lễ trà tỳ đó là ít nhất có 8 vị vua tới để tranh giành xá lợi, mong là làm sao ước mơ được thỉnh một phần xá lợi của Ngài để trở về thờ ở nước Ngài. 8 vị vua thì chỉ vì 8 quốc gia, 8 vị vua đó gần như là đệ tử của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hết. Phải không? Các tăng ni sinh học lịch sử có nhớ điều đó không? Đấy. Thế nên mình nhớ chắc là quốc gia thứ nhất là Đức Phật đản sanh ở nước Ca Tỳ La Vệ, là một cái quốc gia ngày xưa nó cũng rất là thanh bình và nhỏ bé, nằm bên cái dãy dãy Hy Mã Lạp Sơn, Himalaya. Himalaya gọi là dịch là Hy Mã Lạp Sơn. Trong tất cả các cái dãy núi trên thế giới á, thì chỉ có cái đỉnh Hy Mã Lạp, dãy Hy Mã Lạp Sơn thì hùng vĩ nhất. Và những cái đỉnh núi cao nhất thế giới này là cũng trực thuộc cái đỉnh Hy Mã Lạp Sơn hết. Các cái dãy núi bên châu Âu, châu Úc hay châu Phi không có cái dãy núi nào có thể so sánh về cái độ cao và cái sự hùng vĩ bằng cái dãy Hy Mã Lạp Sơn, Himalaya. Cho nên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn nó có những cái đỉnh cao nhất thế giới thì nó trực thuộc, chẳng hạn cái đỉnh Everest thì cái đỉnh đó cao tới là 8.000 mấy trăm mét so với mặt nước biển. Còn những cái đỉnh mà ví dụ như ở các cái đỉnh còn lại cũng rất là nhiều cái đỉnh cao từ 8.000 mét trở lên. Trong khi đó những cái đỉnh núi ở bên châu Âu hay bên châu Úc, nói chung những cái châu nào cũng có núi á, phải không? Những cái đỉnh núi nước của các nước kia thì không có cái đỉnh nào bằng so với cái mà dãy Hy Mã Lạp Sơn. Những cái đỉnh núi mà cao nhất ở bên châu Âu rồi thì nó cao giỏi lắm là khoảng chừng 7.000 mét trở lại tầm đó. Không có cái đỉnh, không có cái núi nào bên châu Âu mà có cái dãy núi nào, chẳng hạn như những núi Alps thì nó thuộc của bên hệ thống của các nước Liên Xô, của Thụy Sĩ, của Đức rồi của Bắc, nước này nước kia thì cũng không có thể cao bằng, không có thể cao bằng được bằng hùng vĩ bằng cái đất cái dãy Hy Mã Lạp Sơn. Chẳng như ở Việt Nam mình có cái đỉnh cao nhất là đỉnh nào, thuộc dãy nào, dãy núi Hòn Liên Sơn, cái đỉnh mà thường lên ở đây đỉnh Everest, cái đỉnh mà mình lên trên đó đỉnh Sa Pa, Sa Pa Lào Cai, với ai mà lên trên đó đi du lịch Sa Pa Lào Cai thuộc cái dãy Hòn Liên Sơn thì đi lên trên đó hiện nay những ngôi chùa rất là đẹp. Mùa này mà ai đi ra trên cái đỉnh Sa Pa Phan Xipang, sao Phan Xipang thì cao thuộc cái dãy Hòn Liên Sơn, cao nhất các nước gọi là Đông Dương của mình, mấy cái Đông Dương của mình là ở đây là cao khoảng chừng 3.120 mét, hơn 3.000 thôi. Còn cái đỉnh Everest cao mất trời. Thì quốc gia Nepal thì cũng trực thuộc. Ngày nay mà chẳng hạn như những cái tháng này bắt đầu có tuyết rồi, ai mà đi ra cái đỉnh Phan Xipang bây giờ là có tuyết rồi đó. Trên đó những ngôi chùa tượng Phật Bổn Sư, tượng Phật Đức Phật qua Bồ Tát rồi, rất là đẹp trên, đẹp lắm. Ai mà có cái dịp nào đó thì mình cũng có thể mình đi ra mình chiêm bái lên những cái đỉnh Hòn Liên Sơn, dãy Hòn Liên Sơn trên đỉnh Phan Xipang. Trên đó các ngôi chùa tự viện là tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật tượng qua Bồ Tát ở trên đỉnh, đẹp tuyệt vời cho em. Mà ngày nay hiện tại trong những cái tháng mùa đông này là bắt đầu có tuyết phủ rồi. Thế thì chúng ta học về lịch sử thì chúng ta biết Đức Phật đản sanh sinh ra thì đó thuộc cái dãy của nước quốc gia mà tại nơi cái vườn Lâm Tỳ Ni vương thành Ca Tỳ La Đệ dưới sự trị vì của vua Suddhodana. Suddhodana dịch ra là Tịnh Phạn Vương, hoàng hậu Maya. Học lịch sử sau cái 7 ngày sanh thách từ Tất Đà Đa rồi họ Maya đã gọi là băng hà. Hay là vua thì dùng chữ băng hà, chữ vua hoàng hậu là ít ai mà dùng chữ chết, hay là dùng chữ đi bắn muối, hay là dùng cái chữ qua đời ít ai dùng. Vua chúa rồi thì chữ hoàng hậu thì dùng chữ băng hà. Ở Đức Phật thì cũng không, các vị thánh nhân thì dùng chữ là tịch diệt hay là nhập niết bàn, thì cũng không nên dùng chữ chết. Ngôn ngữ rất là đa dạng, mình phải biết cái danh từ nào để mình dùng. Thì khi học lịch sử thì chúng ta cũng biết rằng là Đức Phật đản sanh ở tại nước Ca Tỳ La Vệ, Kapilavastu vương thành Ca Tỳ La Vệ. Rồi sau khi đó là ngài mới đến một quốc gia mà thời bấy giờ rất là nổi tiếng, đó là nước Ma Kiệt Đà, Magadha, Ma Kiệt Đà. Cho nên các tăng ni sinh chúng ta phải học lịch sử Đức Phật là phải nói là cố gắng phải nhớ, là ít nhất mình phải nhớ làm sao là bốn quốc gia gọi là tứ động tâm. Tứ động tâm là gì?
Chứ động tâm là bốn cái địa điểm thiêng liêng mà ngày nay người con Phật đến nơi đó là có sự rúng động trong tâm hồn, gọi là hướng động tâm, là nơi Đức Phật đản sanh, là ở tại nơi là nước ngày nay trực thuộc nước Nepal chứ không phải là nước Ấn Độ nữa. Hôm trước thầy nói rồi, các anh sinh chúng ta cũng ghi nhớ, hôm nay nhắc lại. Rồi ngài đến nước Ma Cực Đà, thành vương xá nước Ma Cực Đà. Lúc bây giờ thì dưới sự trị vì của vua Bibisara, tức là vua Tần Bà Ta La. Rồi sau vua Bibisara đó, ngài là vợ của Bibisara đó, họ là Vidhi. Ai mà tụng kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta thấy rất đề cập rất nhiều. Rồi sau này vua Bibisara Tần Bà Ta La có vị người con ngỗ nghịch đó là Asasatu, đó gọi là Asathe đó. Là người con rất là on nha, trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, nên muốn giết Phật. Cho nên câu chuyện trong Phật giáo là sau này mình đọc sâu mình thấy là giống một phim. Sau này thậm chí là on gia trái chủ, một cái đệ tử một người bà con chú bác thân tình nhất của Thái tử Tất Đạt Đa của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đó là ngài ông nào? Đề Bà Đạt Đa. Mà Đề Đạt Đa, các tăng ni sinh có thời gian mà mưa gió như thế này cố gắng đọc sách và nghiên cứu hấp dẫn còn hơn phim nữa. Hơn phim là sao? Chúng ta xem Đề Bà Đạt Đa khi mà sinh ra là sao? Sinh ra là con nhà Phạn Vương, muốn tranh giành ngôi vị với Thái tử Tất Đạt Đa. Mới sinh ra một cái là muốn tranh giành con chim thiên nga. Thái tử ông đều là bắn rớt con chim xuống, chim thiên nga nó bay trên chim Mã Lạp Sơn rất là đẹp trắng muốt, mà đều là ra mới có 8 tuổi mà có cái tài bách phát bách túng rất là tài, đều mà đều ra rất là giỏi, mà cái tóc rất là tháo thắng cũng hơi độc ác nữa, nên bắn rớt con chim thiên nga. Khi mà chim thiên nga nó rớt xuống một cái thì chạy qua tranh giành, rớt xuống thì Thái tử đã thấy rất là thương, cái lòng từ bi của ngài rất là siêu việt. Cho nên ngài đã ôm con chim thiên nga lên bảo sai các thị tỳ từ những người hầu cận đi hái những cái lá thuốc để mà băng bó con chim thiên nga. Đề Bà Đạt Đa qua bảo rằng anh phải trả con chim cho em, con chim này nó bay bên bầu trời, nó không có thuộc về bầu trời, mà bây giờ em bắn rớt xuống thì tại sao anh lại lấy con chim của em? Hai đứa nhảy vô đánh lộn bất phần các bạn, hai con nhà vua mà, một đứa là con của em của vua, một người là con của vua. Mà đúng ra theo các tăng ni sinh biết á, là chúng ta biết con chim đó bây giờ nó bay trên bầu trời, khi bắn rớt xuống thì con chim nó thuộc về ai? Đúng lý là con chim nó của ai? Con chim nó thuộc Đề Bà Đạt Đa. Giống như bây giờ mà các tăng ni sinh ra đường mà thấy thợ săn bắn con chim nó rớt xuống mà mình nói ô tôi cứu cứu con chim của tôi dám lành không? Họ đánh mình liền chứ họ tha nào? Có phải không? Hay là bây giờ con cá nó đang nằm dưới sông mà mình đi ngang qua một cái sông, cái suối gì đó hay một cái đầm, và tự nhiên cứ thấy người con cá này giật con cá lên văng lên bờ, mình chạy tới mình nắm con cá mình thả xuống, nó đắm rồi mặt tài vô thà nè, có phải không? Cho nên các anh sinh mà học cái lịch sử chúng ta ấy, Đề Bà Đạt Đa dành anh phải trả con chim cho em, con chim thiên nga này nó của em. Anh đừng là nó tại sao là em đâu có thiếu gì, tại sao đi giết nó gì vậy? Em ăn sung mặc sướng, tiền bạc sơn hào hay biển như thá, có thiếu gì đâu, không cho. Cái này là anh đã cứu nó nhất định. Đề Bà Đạt Đa là có võ nữa, hai anh em đều có võ, con nhà võ nhảy vô đánh nhau thì từ căn là chứ chéo là không được, cho nên đó là phải đưa vào các quần thần, vua quan trưởng giả đưa vào triều thần để giải quyết. Nhưng mà rốt cuộc là bây giờ con của vua mà đỡ Thái tử Tất Đạt Đa quyền lực thế lực từ bi bác ái siêu việt vậy mà mình không cho Thái tử ra cứu con chim thì cũng không có được. Mà con chim này đúng ra thiên nga là đúng là theo cái lý bên ngoài thì thuộc về Đề Bà Đạt Đa, nên triều thần hai bên cũng cãi nhau. Nên cuối cùng có một vị bô lão, một vị trưởng lão lớn ở trong đó, triều thần, quan chức đại thần lớn, mới đứng lên thưa rằng, thưa đức vua và thưa tất cả đại thần, quan võ bá văn. Bộ tộc Sakya Muni của ta, nước Ca Tỳ La Vệ của chúng ta là một quốc gia thanh bình, sống tôn trọng, hòa đồng với thiên nhiên, yêu thương con người, yêu thương vạn vật. Nếu trên cuộc đời này có giá trị tình thương và chân lý mà mọi việc tốt đẹp, thì theo tôi thì nên đưa con chim này cho Thái tử Tất Đạt Đa để mà chăm sóc. Thì mọi người cũng nghe cái lời nói của một vị lão thần mà nói ủng hộ Thái tử Tất Đạt Đa nữa, cho nên là người ta ủng hộ cho Thái tử Tất Đạt Đa. Vì vậy mà trao con chim thiên nga cho Thái tử Tất Đạt Đa, và Đề Bà Đạt Đa đã ôm thận từ lúc đó. Thua cuộc, thua kiện, lễ ra con chim đó của mình. Thế là lớn lên là năm khoảng chừng theo lịch sử của Phật giáo năm 19 tuổi là bắt đầu nó tranh giành mớ cuộc tiến chọn của người đẹp. Không đẹp lúc bây giờ tranh giành người đẹp của con của vua Thiện Giác, tên là gì? Tên gì? Các tăng sinh có nhớ không? Tên là con của vua Thiện Giác, người đẹp
cũng thành Ca Tỳ La Vệ lúc bây giờ cũng một của Vũ Gia Lân Cận. Vua Thiện Giác là một cái vị vua gần bên cái bộ tộc là gần bên là quốc gia khác. Đấy. Nhưng mà tranh giành cuối cùng rồi loại hết tất cả đối thủ thì cuối cùng còn Đề Bà Đạt Đa với lại Thái Tử Thật Ra, rồi cuối cùng Thái Tử Đa lại thắng nữa, nên là mất người đẹp nữa, ôm hận tiếp, ôm hận tiếp. Thế sau khi mà Thái Tử Đa mà đi phát tâm đi xuất gia tu tập rồi á, thì ông ta nghĩ rằng á là ông sẽ nhận được ngôi vua. Nhưng mà đằng này là lại là sau này ngôi vua là dự kiến là để lại cho là ai? Là Hậu Lan. Nên là có dòng con dòng nói nhỏ nữa, cho nên ông ta ước mơ là nên làm vua cũng bất thành. Nếu mà khi mà nghe Đức Phật tu tập chứng đạo Bồ Đề rồi thì ông ta nói là ta cũng tu tập được. Cho nên là cũng phát tâm tu tập mà chứng đắc những cái thánh quả thần thông cũng khiếp lắm. Nhưng mà gọi là thần thông mà cũng bỏ đạo không có thần thông. Nên Đề Bà Đạt Đa cũng vậy. Cho nên thậm chí là sau ông biết rằng là oan gia trái chủ với ông bao nhiêu ông tạo cái sự lý gián trong tăng đoàn, phá họ hợp tăng rồi các tăng nơi sinh. Câu chuyện nó dài tập lắm chứ không phải bình thường, những bộ phim nó hấp dẫn lắm. Các tăng nơi sinh để ý học lịch sử mà chúng ta học sơ sơ đọc nó chán rồi thả cái sách xả vô xuống nó rớt trong mặt của mày ngủ mất. Nhưng mà nếu mà đọc mình để ý thì hấp dẫn lắm, rồi tranh giành khủng khiếp lắm, phá tăng đoàn chia ra mới đặt ra những vấn đề này vấn đề kia. Rồi đầu mới biết oan gia trái chủ với A Xà Thế có kết với A Xà Thế, bảo A Xà Thế rằng ông á, ông thấy ông là rất là ghét chào phải không? Thái tử A Xà Thế nói đúng rồi, tôi muốn ăn tươi nuốt sống không? Sao mà ông chết tôi chiếm ngôi như vậy? Thế thì A Đề Bà mới nói là được, tôi sẽ với ông là gọi là hai chúng ta gọi là hợp tác lẫn nhau, song kiến hợp đích, làm sao đó mà ông giết ông vua chào ông đi, ông lên làm vua. Và ông hãy giúp cho tôi giết chết ông Phật để tôi lên làm Phật. Phải không? Đấy. Ông là bao nhiêu? Ông phải là vi gián tăng đoàn loại Phật, cấu kết đủ thứ việc. Rồi vua ông cấu kết với A Xà Thế thành lập ra tăng đoàn riêng, là vi gián tăng đoàn. Rồi thậm chí đợi Đức Phật đi khất thực ở dưới đỉnh núi Linh Thú, ông ở trên lăn đá rồi xuống để giết Phật bao nhiêu lần. Rồi cuối cùng bất thành. Thậm chí mà ông phải nhờ vua lúc A Xà Thế, thái tử A Xà Thế nhờ những cái sát thủ của A Xà Thế, đúng rồi, thuê sát thủ tối lại là lẻn lên trên đỉnh núi Linh Thú để giết Đức Phật. Nên đọc cái lịch sử, các tăng nhân sinh chúng ta đọc lịch sử, chúng ta cố gắng để ý một chút thì ta thấy cái câu chuyện nó hấp dẫn lắm. Thế rồi không, mình đọc không mình thấy rất là chắc. Và học cái lịch sử của Đức Phật thì các tăng nhân sinh chúng ta để ý là Đức Phật là đáng sanh ở nước Ca Tỳ La Vệ. Ít nhất các tăng nhân sinh học lịch sử phải nhớ được quốc gia Ca Tỳ La Vệ. Và thứ hai, mình phải biết cái nơi mà Đức Phật tu tập xuất gia khổ hạnh độ ba anh em Ca Diếp rồi đấy, những cái đạo thờ lúa như thế nào, đạo thờ lúa về sau mà trong qua mà ai mà xem qua bánh nó xuất phát từ sau là Minh Giáo từ Ba Tư đó. Thánh Họ Lệnh của Ba Tư của Minh Giáo, ai mà xem mà Ý Thiên Đồ Long Ký của Thiên Long Bắc Bộ Ý Thiên Đồ Long Ký là bên đó, là thậm chí cái Minh Giáo như thế nào, nằm trên đỉnh Quang Minh như thế nào, thờ đạo thờ lửa nó xuất phát từ Ba Tư, Thánh Họ Lệnh như thế nào, trước khi mà giống như mà lúc thành khô mà diệt được, hay là chữ Minh mà diệt được là Minh Giáo, ông đọc tướng thành thợ nguyện là thánh lửa nguồn ngục đốt trong lửa ta, sống có gì thì vui, chết có gì khổ, khí lạc ưu sầu trở thành cát bụi, hỏi thế nhân họ có những kinh kệ, những có cái thề nguyện họ như đúng. Thì cái đạo đó là đạo thờ lửa, ba anh em Ca Diếp là khác. Các tăng ni sinh đọc Mahakassapa tức là đại Ca Diếp là khác, học lịch sử ngày Sariputta là Xá Lợi Phất là khác, chúng ta biết rồi. Mahakassapa là đại Ca Diếp là khác, còn ba anh em đạo thờ lửa và Đức Phật độ tại thành Vua Sáu là khác nữa. Thành thử ra các tăng ni sinh chúng ta cố gắng nhớ quốc gia đó là nước, nước đó là nước thành Vương Xá, nước là nước Ma Kiệt Đà, vua Tầm Bà Ta La, hoàng hậu Vi Đề Hy, rồi sau này vua A Xà Thế, rồi sau này bắt đầu ngài mới đi qua ngài chuyển pháp luôn ở là nước Ba La Nại. Ba La Nại rồi các tăng sinh chúng phải biết đó là quốc gia khác nữa, nằm bên dòng sông Hằng Cổ Kính như thế nào. Rồi khi đó đầu ngài đã đi khắp các quốc gia Kosambi, Tỳ Xá Ly, rồi nước Xá Vệ Quốc. Đó, như Thị Ngã Văn viết thời Phật tại Xá Vị Quốc, rồi các tăng sinh ta biết đó là những quốc gia cổ của đất nước Ấn Độ ngày xưa.
Rồi cuối cùng Ngài đến một quốc gia rất là nhỏ bé để nhập Niết Bàn. Đó là mà ở trong các kinh sách gọi là quốc gia Mạt La, bộ tộc Mạt La của cái thành Kushinaga. Kushinaga là gọi chữ cờ Kautina dưới Ta La sông Thọ để nhập Niết Bàn. Thế thì các tăng sinh đề cập tới cái lịch sử của Đức Phật thì chúng ta phải ít nhất phải nhớ được những cái điều căn bản như vậy. Rồi sau này những cái chi tiết nhớ được gì nữa thì càng tốt. Nhưng mà ít nhất cũng phải nhớ các cái quốc gia mà Đức Phật đã từng trải qua, các quốc gia chính thôi. Ca Tỳ La Vệ này, thành Hướng Xá nước Ma Kiệt Đà, rồi vườn lộc biển của nước quốc gia Ba La Nại, rồi nước Xá Vệ thì mình cũng kinh ngày nào cũng nhớ là như chuyện ngã ba nước tờ, nó là nước Xá Vệ. Còn các nhân đức thầy giới thiệu là cũng nên là thành lập Ni Đòn, một quốc gia rất là nổi tiếng, quê hương của ngài Duy Ma Cập, quê hương ở nơi thành lập mà đỡ cái thành lập Ni Đòn là kia Vasali Tỳ Xá Ly, nơi đó thành lập về cái truyền thuyết tập kinh lần thứ hai đấy, Vasali. Các tăng ni sinh cũng sẽ được học các truyền thuyết tập kinh điển, thì trong cái học kỳ này các tăng ni sinh thì sẽ được các cái vị giáo họ sẽ giới thiệu về các truyền thuyết tập kinh điển để các tăng ni sinh chúng ta học chúng ta ghi nhớ. Và khi đó ngài đi phần du rất là nhiều quốc gia của các quốc độ ngày xưa, rồi cuối cùng ngài mới đến cái thành Kautina. Kautina cũng là một quốc gia nhỏ ngày xưa nằm trong khu rừng dưới Ta La sông Thọ của Phật nhập Niết Bàn. Hay như tại là cái quốc gia mà là Vasali Tỳ Xá Ly, Đức Phật mới tuyên bố này Ananda, trong 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn ở tại nơi quốc gia, ở tại nơi trong cái bộ tộc Mạt La dưới Ta La sông Thọ. Thì Ananda mới khóc rằng bạch Đức Thế Tôn, tại sao có những cái vương thành lớn như vậy, quê hương của ngài là một nước bàn, ngài sao cũng về ở tại nước thành vương xá nước Ma Kiệt Đà hùng hậu như vậy, bao nhiêu là thần dân ở một quý kính ngài, tại sao ngài không nhập nước bàn ở nơi đó, hay là ngài không về nước Xá Vệ Quốc, nơi đó có chủ giả cấp cô độc, nơi đó có vua Ba Tư Nạc, nơi đó có thái tử Kỳ Đà, nơi đó có những cái đại chí chủ như Visakha, Ananda Dimpatu nữa là người cấp cô độc đấy, bao nhiêu đó những thành lớn, tại sao mà ngài không nhập nước bàn ở nơi đó mà ngài về một cái nước quốc gia xa xôi như hết nằm trong cái rừng như vậy, bộ tộc Mạt La thành Kautina Kushinaga nhập nước bàn. Các tăng ni sinh học lịch sử chúng ta cố gắng để ý các cái điều đó. Một cái điều đề cập đây cũng là cũng giới thiệu luôn là các tăng ni sinh chúng ta lưu ý là chẳng hạn như về cái vấn đề là khi mà trong các cái kinh điển đại thừa thì đề cập rằng là 49 năm thuyết pháp, phải không? Mà trong cái vấn đề mà các cái Phật giáo Nam truyền là ghi 45 năm, là cái điều dĩ nhiên tại vì các kinh sách ngày xưa gần như là chúng ta biết không có ghi chép, không có ngôn ngữ, thời đó chưa có ngôn ngữ, không có chữ viết. Thậm chí mà các tăng ni sinh có một điều rất là mắc cười, hiện nay là từ cách đây cũng khoảng là mấy chục năm rồi, cách hồi ở Sài Gòn thầy còn học ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì cách đây 30 năm rồi, 25 năm, 30 năm từ năm 2000 thì thầy vào Sài Gòn học ở Học viện Phật giáo Việt Nam, thì lúc bây giờ từ vào năm 2000, năm 2000 thì tới đây cũng đã là 21-22 năm rồi. Thì lúc bây giờ người ta có các tăng ni sinh chúng ta có bao giờ nghe cái điều đó, nghe cái điều đó là cái tượng đây là đức tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là do ngài Phú Lô Na vẽ, hiện nay bảo quản ở tại bảo tàng Anh Quốc rồi đó. Ở đây các tăng ni sinh nào có ai nghe chuyện đó không? Cái chuyện đó là bịa đặt hoàn toàn, thời đó chưa có giấy mà đất quốc gia Trung Quốc ngày ta mới sản xuất là quốc gia Trung Quốc họ phát ra cái nền văn minh mà chế biến ra cái la bàn hay là chế biến ra giấy rồi đó, thì mới thức kỷ thứ 2, thứ 3 sau công nguyên, mà Đức Phật là vào thức kỷ thứ 6, thứ 7 trước công nguyên mà làm gì mà có chuyện các chữ viết mà ngày Phú Lô Na ngày vẽ lên đó mà ngày nay là được bảo quản ở tại nơi bảo tàng Anh Quốc tào lao thôi mà dùng chuyện nên đó là cái đó là những cái vấn đề học Phật là chúng ta cũng biết, mà trong cái lịch sử thế là ghi được tùy theo cái niên đại mà cái niên đại chúng ta cái chữ viết, như lúc nãy đầu tiên cũng cần giới thiệu là giống như mình ngay cả bản thân của mình hay là người cha của mình, người bố mình, mẹ mình, ông nội của mình mà giờ mất giấy khai sinh cũng biết đâu, mà không có tờ giấy tờ ghi chép nữa, cũng biết cái tuổi gì để mà khai trong vấn đề cúng kiến hay tờ tự, muốn tờ tự rất là khó. Mà chúng ta cứ lùi về thời gian 200 năm, 500 năm, 1000 năm,
2.000 năm, còn có 3.000 năm thì thử hỏi làm sao mà biết. Người ta ghi chép nó chính xác, không có cái vấn đề ghi chép nào. Tất cả phải căn cứ những tài liệu người ta được xem. Và trong quá trình học đó, người ta sẽ tiếp tục giới thiệu để cho các tăng sinh chúng ta nắm bắt một cái điều đó. Tại vì sao có sự khác biệt, là một bên là nói 49 năm, và suốt 49 năm hành vi Phật Pháp bất quyền, thì căn cứ trên những cái tư liệu của Đại Thừa bất truyền trong những cái kinh điển Đại Thừa. Còn bên kia họ căn cứ vào những cái kinh điển của Nam truyền Sarabhada, ngôn ngữ của Bali như thế nào. Và trong những cái tiếp đó thì từ từ chúng ta tìm hiểu. Bây giờ mình đi qua cái phần thứ hai là giáo lý đạo Phật như thế nào. Học về lịch sử của Đức Phật á, cái bài này là gọi là bài đạo Phật. Hôm trước thầy cũng giới thiệu trong chương trình Phật pháp căn bản có các cái tài liệu là như là của Hòa thượng Thiện Hoa, là Phật học phổ thông, còn chương trình Phật học căn bản mình đang sử dụng đấy. Và thứ hai là chương trình Phật học phụ thì có 4 cuốn của Ban Giáo dục Trung ương thì giới thiệu, rồi các cái cuốn tại Đức Phật và Phật pháp của Đại Đức Narada do Phạm Kim Khánh dịch, hay là cuốn Đức Phật Phật pháp, rất là nhiều cái tài liệu mình đã nghiên cứu. Và đọc cái lịch sử của Đức Phật thì các anh chúng ta cũng lưu ý, trong đó còn có một cái cuốn sách của hiện nay của sư Minh Đức truyền tâm ảnh viết rất là hay, nói về lịch sử của Đức Phật. Các anh xin biết cuốn gì không? Cuốn gì? Một cuộc đời một gì? Một cuộc đời một lần nhập nguyệt. Các tăng ni sinh chúng ta tìm bộ đọc. Còn các cái vị mà bên bên ni có viết một cuốn rất là hay, các vị mà ni giới thánh ni là có là viết cái cuốn mà Con Gái Của Đức Phật. Các tăng các ni sinh rồi chúng ta tăng ni sinh chúng ta cuốn và đọc. Còn viết về cuộc đời cũng là Xá Lợi Phất rồi, đó là viết về cái cuốn Một Cuộc Đời Một Ngôi Sao. Một cuộc đời một ngôi sao, sách vở nhiều lắm, hay lắm. Các tăng ni sinh mưa gió như thế này, thời gian đến rồi thì chúng ta cứ cố gắng mà đọc sách. Đọc sách là cái cách tốt nhất để mà học tốt, mà để mà cái trí tuệ mình phát triển. Cái thời đại khoa học ngày nay nó phát triển vô cùng vũ bão như thế, nhưng mà trên các cái đường đi cũng nhiều nước trên thế giới, ngay cả Việt Nam vậy, người ta bảo rằng là cái cách mà học tốt nhất là đọc sách cho nhiều. Bí quyết được thành công đọc sách cho nhiều. Bây giờ đọc sách bằng trực tiếp, còn không là sách nói. Có cái thư viện điện tử, có sách nói học mỏ, mình nghe. Nó có nhiều thư viện mình học. Phần thứ hai là đề cập tới giáo lý của Đạo Phật là như thế nào. Giáo lý Đạo Phật thì gồm 3 tạng kinh điển, đó là kinh, luật và luận. Kinh là gì? Kinh ở nơi đây là kinh là những lời dạy của Đức Phật Thích Ca đã nói khi còn tại thế, để mà dạy cho chúng sanh dứt phiền não và đạt đến cái kết quả là niết bàn. Trong này ngày Thượng Thiện Hoa ngày chỉ biết được một cái ngày khái quát là kinh là những lời dạy của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, phải không ạ? Nhưng mà thực ra về sau trong các kỳ kích thiết tập kinh điển lần sau là có các cái vị thánh tăng, các vị thánh tăng của các vị đại sư mà họ giỏi, các ngài giỏi, các vị tổ mà ngài thuyết pháp thuyết giảng, mà ngài viết những cuốn sách mà nó hợp với kinh điển lời Phật dạy, thì cái đó cũng được thiết tập vào kinh điển, nó đưa vào cái bộ tục tạng. Tục tạng tức là nói tiếp trong cái tạng kinh. Hiện nay mà có hai cái hệ thống mà đỡ mà học về kinh là gì á, thì các tăng ni sinh về sau nghiên cứu lên á, thì càng ngày càng nghiên cứu, nhưng mà ở đây cũng thầy giới thiệu khá quát cho các tăng ni sinh nắm bắt. Phật giáo thì bắt đầu từ đất nước Ấn Độ. Đất nước Ấn Độ là đất nước mênh mông, rộng lớn. Ở trên thế giới này thì nó có rất là nhiều quốc gia, 200+ quốc gia. Quốc gia mà có cái diện tích lớn nhất trên thế giới. Các tăng ni sinh có biết nước nào có diện tích lớn nhất trên thế giới không? Nhìn trên bản đồ thế giới á, nước nào lớn nhất? Quốc gia mà có diện tích lớn nhất đó là nước Liên Xô. Liên Xô nha. Diện tích khoảng chừng là trên 17 triệu km². Trên 17 triệu km vuông. Quốc gia nào có diện tích lớn thứ hai? Quốc gia gì? Quốc gia Canada. Canada là có diện tích trên 10 triệu km². Quốc gia thứ ba có diện tích, thứ ba là nước gì? Nước Mỹ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ có diện tích gần 10 triệu km². Quốc gia có diện tích thứ tư đó là Trung Quốc, Trung Hoa.
có diện tích thứ tư, và thứ các cái quốc gia thứ năm thứ sáu thì mới có các quốc gia như là Ấn Độ, rồi các cái nhiều quốc gia xếp hạng rất là rộng lớn mênh mông. Thì đất nước Ấn Độ cũng là một trong 10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới, và quốc gia Ấn Độ thì có dân số đông thứ hàng nghìn thế giới sau đất nước Trung Quốc. Và mình nhìn lên cái bản đồ của Ấn Độ, các bạn xem khi có dịp là chúng ta nhìn lên bản đồ Ấn Độ là học Phật hay là mình làm gì nghiên cứu, cái người mà làm có lãnh đạo hay là mình nắm bắt được cái tốt thì trước mắt mình luôn có một cái bản đồ. Cái thứ hai nữa là gì? Cái lịch, nắm bắt được cái lịch. Người mà muốn làm việc tốt đó thì thậm chí là trước mắt mình phải có một cái bản đồ. Người lãnh đạo, rất là nhiều người lãnh đạo mà họ đứng là nghiên cứu quốc gia hay làm tướng, làm lãnh hay làm công an hay làm những cái bộ quản lý rồi gì thì ta trước mặt phải luôn luôn phải có cái bản đồ, người ta nắm bắt đường đi hết. Giống như Khổng Minh mà trước khi mà ông ra khỏi cái liều cỏ, ông phải biết nơi này quốc gia này có cái gì, nước kia thế kia, ông mới đặt được cái đất, ông biết tất cả có bao nhiêu dòng sông, dòng có những cái dòng sông lớn nhất trên thế giới như thế nào, dòng sông lớn nhất trong quốc gia như thế nào, biết cái địa thế như thế nào, biết được thiên văn địa lý tất cả mọi thứ, ông biết lãnh đạo của mọi người. Thế thì từ quốc gia Ấn Độ thì Phật giáo sẽ được truyền qua hai hướng. Các em sinh học đây là những điều rất là căn bản, mà thậm chí những cái tài liệu này của thầy cũng được học và tổng hợp để mà truyền đạt lại cho các tăng sinh. Cái phần lớn là chúng ta học ít khi mà các tăng sinh đọc được những cái kiến thức như thế này, có đi nữa thì phải đọc, phải sưu tầm rất là nhiều, phải tổng hợp lại. Và thầy tổng hợp, thầy cô đọng cho các tăng sinh chúng ta nắm bắt một cách cho nó cụ thể một chút. Thì từ đất nước Ấn Độ mênh mông đó thì Phật giáo được truyền theo hai hướng, hướng gì? Hướng Nam và hướng Bắc. Hướng Nam được gọi là Phật giáo Nam truyền, hướng Bắc được gọi là Phật giáo Bắc truyền. Thì từ cái sau này các tăng sinh từ từ học lên chúng ta sẽ nắm nữa. Chẳng hạn như sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm sau, những cái điều này là các tăng sinh thực ra trong Phật giáo mình học một cái lịch sử, thì mình học lịch sử Phật giáo rất là cụ thể, gọi là Đức Phật lịch sử. Còn Đức Phật gọi là trong vấn đề tôn giáo hay là thần thánh hóa hay là vấn đề thiêng liêng á, thì phải có học được Đức Phật là Đức Phật thiêng liêng khác nữa. Thầy đơn giản thì ví dụ Đức Phật thiêng liêng là sao? Đức Phật thiêng liêng là trong cái lịch sử phần lớn ghi á, là sinh ra từ những không phải cái vua con voi 6.000 mà khai không cũng nào, hoặc là Maya đang sinh ra. Đấy,